đi vào Tây Bắc, qua sông Đà, bạn có lay lắc, thử cảm giác mạnh, bước lên đò, đã cơ mạng sống cho người lái đò, đó là một chút khai quát chi tiết nhỏ nhỏ của một kỳ tác to, viết bởi nhà văn Nguyễn Tân và con nhân kiên định lòng và tai ngày luôn bác bỏ. Thứ vàng mới đã qua thứ lửa, chắc vàng mà sông Đà giữa cửa, hùng vị không chỉ có thác đá, có vách thành chặt như ý hồ giữa, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh là sao, cảm giác như trên tầng cao là sao, ví von sông Đà và hàng cây xô nước xô đá xô sóng xô gió làng sao, đang Nguyễn Tân phong thái để trụ tượng, tự cảm nhận thêm về tình hữu tướng, giọt văn sông Đà xem như là bia chát, muốn chinh phục thì cần có tú lượng, trong tác phẩm sông Đà như con gái lúc tình lúc vợ mà bảo mà thì vãi người lái đò mà ngại cầm tay lái lúc đó trái nghe tình hình có vẻ hơi sai sai. Xa đang nhìn trùng đập từng cuộn sóng lướt qua gió sương đập từng nhịp flow mặt trời vẫn còn sáng trước ta có chăng bao nhiêu lòng tin lên hàng đầu chèo thuyền cầm tay suốt năm tháng qua đang chẳng còn đau ta cứ chèo lấy như vẫn chiều long về vẫn như đã sóng bách không nên ngăn được ta ta cứ tiếp tiến đơn đơn liều long về lên trên sông nước âu lo lực ta vẫn như trên tích ta không thời gian không mời được người mà chẳng nói ra chẳng tất cả đến được bờ bình cơ như là vòng thành chân lần một là thứ ba đông gai đã sông Đà như là cưỡi hổ ta như diễn tướng đang ép vượt bay ta là ghi chặt bước qua cửa tử thấy các ngậm ngùi xanh mét trực bay cha mẹ thiên nhiên vẫn đang từng thấy lão già đang thở đang chở người đây và chớ bằng mười dân nam cực chiến mười dân như một sức một vào mười đây. Có bao nhiêu kế thì cứ sâu đi đà tao không nghĩ lệ nó không lao mi hà tao là dân chuyên mà ngày ba năm mà ngày lấy đôi nửa bét không gì phải sáng cả mà thằng đã có vẻ hơn ông ngông để tôi làm mình sao không trông mong ai mà năm đó vì là thì mẹ mó như trò sinh tử tôi với thần kéo co nào là mày bố thật trận à nào là hai tiền vệ gác sân à nào là muốn nuốt chọn ngon làng chiếc đò đê là bà lão làng muốn sơ thì có đề nhìn xung quanh sông Đà toàn là tàn tích cũng một vị như thế cảm giác mà là kích thích và sông Đà ta về với đống lửa cơm làm phần thưởng miệt mài cả ngày mà ta nghe đến gió bê bao khó khăn tương lai còn xa đang nhìn trùng đập từng cuộn sóng lướt qua gió sương lẫn đừng như flow mặt trời vẫn còn sáng chắc ta có chăng bao nhiêu lòng tin lên hàng đầu chèo thuyền cầm tay suốt năm tháng qua đành chân còn đau ta cứ chèo lấy như vẫn chèo long về bên như đã sông bách không nên ngăn được ta ta cứ tiếp chiến đơn đơn liều đang về lấy trên sông nước âu lo lực ra bên như trên tích ta không thời gian không mời được người mà chẳng nói ra trên tất cả đến nước quá bình thường như là vòng thành chân lần một là thứ ba đông gai đất sông Đà như là cưỡi hổ ta như diễn tướng đang thép vượt vây ta là ghi chặt bước qua cửa tử thấy các ngậm ngùi xanh mét